anh chàng này là Jun Ho nhìn mà thì ngây ngô nhưng thực ra lại là đặc vụ xuất sắc nhất của chính phủ Triều Tiên. Một mình anh có thể tiễn hàng trăm thằng sát thủ lên nắp tù ngắm nải chuối xanh nhanh như mùa cơn gió. Cho dù có phải hy sinh tính mạng thì Jun Ho cũng chẳng màng tới, vì đối với anh cuộc sống an lành của người dân cả hai miền Nam Bắc Triều mới là tất cả. Vậy nên anh đã tình nguyện nhận một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, đó là thâm nhập sang Hàn Quốc để làm gián điệp ngầm, rồi chuyên âm thầm cung cấp thông tin tình báo về cho chính phủ, mục đích là để ngăn chặn các cuộc tấn công của quân đội Hàn Quốc đối với Triều Tiên. Bên cạnh đó, anh còn có một nhiệm vụ tuyệt mật khác, đó là ám sát Tổng thống Hàn Quốc. Sau đó, Đảng Cộng sản Triều Tiên sẽ gây sức ép rồi thống nhất hai nước thành một để người dân được sống trong hòa bình không có chiến tranh. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, 13 năm trôi qua, giờ đây Jun Ho đã là trưởng phòng đối ngoại của Cục An ninh Quốc gia Hàn Xẻng và thân phận gián điệp của anh vẫn là một bí ẩn. Ngày hôm nay, Jun Ho được cục trưởng giao cho một nhiệm vụ, đó là phối hợp với trưởng phòng đối nội tên là Lão Kim cùng nhau bảo vệ Tổng thống Hàn sang Mỹ để đàm phán mua vũ khí. Tuy nhiên khi vừa đến Nhà Trắng ở Washington, Jun Ho đã chứng kiến một cảnh chẳng vui chút nào, đó là những người dân Đại Hàn đang sinh sống ở nơi đây, thấy Tổng thống nước mình xuất hiện thì liền biểu tình lên án, coi ông ta như một thằng khốn nạn. Thì ra 3 năm trước, khi vừa đảo chính và lên nắm quyền cai trị đất nước, Tổng thống Hàn Quốc đã thực hiện chế độ độc tài quân sự, sử dụng quân đội để đàn áp những người dân không ủng hộ mình, khiến máu chảy thành sông không khác gì những vụ thảm sát. Sau khi áp dụng thiết quân luật, người dân ở Hàn Quốc không dám bạo loạn, nhưng khi ở Mỹ thì lại khác. Họ được tự do ngôn luận nên đã dẫn nhau tới đây để lên án sự tàn ác của tên Tổng thống. Chứng kiến cảnh này, cả Jun Ho và trưởng phòng đối nội là Lão Kim cũng đành bó tay. Đúng lúc này, lực lượng CIA của Mỹ đã phát hiện ra một âm mưu ám sát Tổng thống của bọn khủng bố. Nhận được tin này, Jun Ho liền báo ngay cho đoàn xe hộ tống dừng lại và không tiến vào cổng Nhà Trắng. Điều này khiến cho hai tên sát thủ đã ngắm bán từ trước chẳng thể ra tay. Ngay sau khi biết kế hoạch đã bị bại lộ thì bọn chúng liền chim cút đánh bài chuồn, định nhanh chân tẩu thoát. Tuy nhiên chạy đâu cho hết nắng mùa hè, Jun Ho và Lão Kim đã tốc biến tới tòa nhà đối diện để săn lùng sát thủ. Nghe thấy tiếng súng ở phía trên, cả hai lập tức xông lên để truy bắt. Hai tên khủng bố lâm vào cảnh cháu cùng cắn rậu nên chạy tới đâu là xả súng tới đó, bắn cho vài đạo phụ Mỹ đi chầu Diêm Vương. Lão Kim nhanh trí móc lốp cửa sau dí theo một thằng, sau đó chẳng nương tay mà bắn hắn chết ngang răng ngay tại chỗ. Jun Ho cũng chẳng hề kém cạnh, anh cùng lực lượng CIA của Mỹ cũng đi vây bắt thằng còn lại. Hắn ta có vẻ lợi hại hơn tên ban nãy nên đã xả súng bắn hạ ngay được vài người. Đã thế còn kỷ niệm lại một quả lựu đạn khiến cho Jun Ho bị nổ banh háng tí thì bay màu. May thay được ông bà dưới suối vàng gánh còng lưng nên anh chỉ bị đau đầu bớt óc mà thôi. Đang loạn trạng trong cơn lú thì lại bị thằng này lôi cổ bắt làm con tin. Đúng lúc này, Lão Kim cùng các cộng sự khác cũng đã đến, Jun Ho hét lớn phải bắt sống hắn ta. Tuy nhiên sau khi anh đã đánh bay được súng của tên khủng bố thì Lão Kim lại ra tay bắn chết toi ngay lập tức, hắn không để nói thêm được câu gì. Điều này khiến cho Jun Ho cảm thấy có gì đó sai sai và nảy sinh nghi ngờ, vì anh biết rằng vụ ám sát này không phải là do chính phủ Triều Tiên thực hiện. Sau khi trở về nước, cục trưởng Cục An ninh Quốc gia đã ca một bài cải lương cho Jun Ho cùng Lão Kim nghe, sau đó đe dọa sẽ kỷ luật cả hai nếu không tìm ra kẻ chủ mưu của vụ ám sát. Cục trưởng còn thông báo rằng chắc chắn trong tổ chức có nội gián của Triều Tiên và nghi ngờ đó chính là đồng chí trưởng ban không quân, vì ông ta bỗng dưng xin đi cùng phái đoàn sang Mỹ để tham quan vũ khí. Sau đó, cục trưởng giao cho cả hai bắt tay vào điều tra và lấy mật danh gián điệp là Đông Lim. Trước khi rời đi, Lão Kim có nhắc đến chiến dịch 417. Đó là dùng đặc nhiệm để đột kích vào phía Tây Triều Tiên qua đường biển rồi xin ý kiến có thực hiện nữa hay không. Biết được tin này, Jun Ho lập tức khuyên rằng chiến dịch đó sẽ rất khó thành công vì Triều Tiên bố trí rất nhiều lực lượng thủy quân lục chiến ở bờ biển. Tuy nhiên, cục trưởng vẫn một mực gạt đi và ra lệnh hai ngày nữa sẽ tiến hành theo kế hoạch. Không muốn đổ máu xảy ra, nhưng Jun Ho là con dân Triều Tiên, vậy nên anh ngay lập tức báo cáo tin này cho chính phủ. Vẫn theo cách cũ, Jun Ho gửi quần áo bẩn tới một tiệm giặt là của một gã mặt sẹo để xử lý. Tuy nhiên, trên áo sơ mi anh đã khâu những ký hiệu thông qua đường chỉ. Sau đó, đặc vụ mặt sẹo này sẽ dùng một bảng mã để dịch ra nội dung mà Jun Ho cần truyền đạt rồi gửi về cục tình báo của Triều Tiên theo đường truyền tín hiệu mật. Ở phía phòng đối nội, Lão Kim cho cấp dưới tra tấn các kiểu con đà điểu đối với trưởng ban không quân. Tuy nhiên ông ta vẫn một mực nói rằng chẳng biết cái chuyện chết tiệt gì đang xảy ra, tôi chỉ xin qua Mỹ để tham quan vũ khí mà thôi. Sau một hồi điều tra, tất cả đã rơi vào bế tắc. Tối hôm đó, Jun Ho nhận được cuộc gọi từ cục trưởng thông báo rằng có một chuyên gia nghiên cứu của Triều Tiên đang muốn đào tẩu sang Hàn Quốc để lánh nạn, đổi lại ông ta sẽ cung cấp thông tin về gián điệp Đông Lim cho chúng ta. Ngày mai chuyên gia này sẽ tham dự một hội nghị ở Tokyo và giao cho phòng đối ngoại xử lý việc này. Nhận được tin như sét đánh bên tai, Jun Ho lập tức phải tương kế tự kế. Sáng hôm sau, anh đã có mặt tại Nhật Bản, đi theo còn có phó phòng Giang cùng với các đặc vụ khác. Khi nhà nghiên cứu liên lạc với phòng đối ngoại để thông báo địa điểm, phó phòng Giang cố gắng hỏi về tung tích của Đông Lim nhưng ông ta đáp rằng tôi sẽ giữ kín để đảm bảo an toàn cho bản thân, chỉ khi nào đặt đến Hàn Quốc thì sẽ nói ra. Bên cạnh đó, để chứng minh tầm quan trọng của mình, nhà nghiên cứu này đã tiết lộ một bí mật, đó là chiến dịch đột kích 417 ở bờ Tây đã bị bại lộ. Ông cố nội Đông Lim đã báo tin này cho Triều Tiên biết từ hôm qua. Jun Ho lập tức đã lệnh cho phó phòng Giang báo tin cho Lão Kim để đội đặc nhiệm rút lui, vì thực chất anh không muốn bên nào phải đổ máu. Tuy nhiên mọi chuyện đã quá muộn, lực lượng lính thủy đánh bạc đã đổ bộ lên bờ, đang định quay xe nhưng lập tức trở thành bia đỡ đạn cho lính đặc nhiệm Triều Tiên tập bắn. Lão Kim như chết lặng vì chẳng nghĩ kế hoạch lại thất bại thảm hại như này. Mặc dù tin tức có đến muộn nhưng cũng chứng minh được tầm quan trọng của nhà nghiên cứu. Có ông ta trong tay thì chắc chắn sự thật sẽ được phơi bày.
Ngay sau khi có thời gian và địa điểm rõ ràng, Jun Ho cùng Phó Phạm Giang cùng các đạo vụ khác đã bày binh bố trận để chuẩn bị đón con tin. Khi phái đoàn Triều Tiên đến điểm hẹn, nhà nghiên cứu đã lẻn ra cửa sau để chuẩn bị tẩu thoát. Để phân tán sự chú ý của đồng đội, Jun Ho lệnh cho Phó Phạm Giang đón vợ con của nhà nghiên cứu, còn anh sẽ một mình thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên vì quá nôn nóng muốn biết Đông Lim là ai nên trưởng phòng Giang đã kháng lệnh và tự ý hành động. Ông ta nói rằng cục trưởng lệnh cho tôi phải là người áp tải con tin, thì ra Jun Ho đã bị cấp trên nghi ngờ nên mới xảy ra cơ sự này. Phó Phạm Giang tiếp cận được mục tiêu để cho chắc cú. Ông ta ép nhà nghiên cứu khai ra Đông Lim là ai thì mới cho lên xe, vì biết đâu có kẻ sẽ thủ tiêu con tin mà chưa điều tra được manh mối gì. Ở phía bên trong, các đặc công của Triều Tiên đã phát hiện ra điều gì đó khả nghi. Tình thế ngàn cân treo sợi lông chân, thấy vợ con mình đã được Jun Ho đón nên quan chức này liền nói rằng tên nội gián Đông Lim đã đến Osaka vào ngày 15 tháng 10 năm 1982 để gặp một tên nội gián khác. Chỉ cần xem lại nhật ký xuất cảnh của các đặc vụ trong Cục An ninh Quốc gia là sẽ tìm ra. Chứ tôi cũng không biết tên thật của hắn ta bây giờ là gì. Biết được tin này, Phó Phạm Giang lập tức cho nhà nghiên cứu lên xe. Tuy nhiên vừa rời đi thì các đặc công của Triều Tiên đã đuổi theo và xả súng liên hoàn. Chiếc xe đời tống bị bán cho rỗ như tổ ong vào vẽ nên chẳng thể vít ga bẻ lái để thoát thân. Ngay sau đó, nhà nghiên cứu đã bị lôi cổ xuống dưới. Ông ta cố gắng đuổi theo nhưng đã bị găm kẹo đồng cho kín người. Phó Phạm Giang cũng bị tấn công nên ông mất lái đâm vào một chiếc xe đối diện Santo vài vòng. Các đặc vụ khác cũng đã có mặt để giải nguy. Tuy nhiên đặc công của Triều Tiên không phải động vừa Giang dạng vừa đâu nên một trận đấu súng đã diễn ra vô cùng ác liệt. Phó Phòng Giang thì nhất quyết gọi điện bằng được cho cục trưởng để báo tin mật, dù cho có bị mất mạng đi chăng nữa nhưng đã quá muộn. Jun Ho lúc này mới nhận được tin dữ thì liền dừng xe, anh lôi cổ người thân của nhà nghiên cứu xuống để họ đảm bảo an toàn, sau đó quay lại vụ xả súng để cùng đồng đội giải cứu Phó Phòng Giang. Xuất hiện như một vị thần, Jun Ho cầm khẩu M16 qua cho bọn này từ bến thì thôi, mấy ông cháu ối rồi ôi thôi thì chỉ còn cách đắp chiếu ngủ giữa đường. Với tài bán tiệc của mình, Jun Ho không một động tác thừa đã tiện đưa đối thủ qua miền Tây phương cực nhọc, một mình khống chế hỏa lực của phía đặc công Triều Tiên. Anh hiểm trợ cho đồng đội đưa Phó Phạm Giang lên con quái xế rồi tăng ga đá số bỏ chạy. Nhìn thấy hai mẹ con ban nãy, trong lòng Jun Ho không khỏi dây dứt như một của hai chồng nên anh chẳng còn cách nào khác. Biết rằng cục trưởng đã nghi ngờ nên đã bí mật chỉ đạo Phó Phạm Giang tự ý hành động. Jun Ho vô cùng tức giận liền sang phòng hỏi thăm. Khi ông ta đang giáp tặng cho lão Kim một bài vì chiến dịch 417 thất bại thì Jun Ho xuất hiện. Khi chỉ còn hai người thì anh mới nói rằng tại sao ông lại ra lệnh cho Phó Phạm Giang tự ý hành động, bao nhiêu người đã đổ máu chỉ vì sự ngu ngốc của ông. Thằng khốn này, Jun Ho lập tức áp dụng quy tắc bàn tay phải dã cho lão ta thâm cả mắt. Tôi đã cảnh báo chiến dịch 417 không khả quan nhưng ông không chịu nghe. Nói xong, Jun Ho ném ra một tệp tài liệu là bằng chứng mà tên cục trưởng này đã ăn hối lộ, sau đó cho ông ta hai sự lựa chọn. Một là từ chức về quê đào ao nuôi cá và trồng cần sa, hai là vào tù chăn khiến chơi chơi. Sau đó anh đứng dậy phủi đi rời đi. Khi trở về nhà, Jun Ho nhận được tin cô con gái nuôi của mình là Suna đã bị bắt. Vậy nên anh đã phải đến đồn cảnh sát để bảo lãnh cho bình rượu mơ cùng vài thanh niên khác rồi trở về. Thì ra trước đó, lũ bạn khốn nạn của Sona đã biểu tình phản đối chế độ độc tài của Tổng thống. Không ngờ lực lượng vũ trang đã ra tay tàn bạo khiến tất cả chạy vào trường của cô bé để lánh nạn. Sona giúp họ mở chốt cửa ra nên đã bị vạ lây mà thôi. Tối hôm đó, hai cha con có đi làm vài ly vitamin hung hăng để tâm sự mỏng. Vì quá lo lắng nên Jun Ho nói rằng đừng để cha thất vọng vì đã mang con sang đây. Thì ra Sona cũng là người Triều Tiên. 3 năm trước, Jun Ho sang Osaka gặp một gián điệp khác để thực hiện nhiệm vụ. Người đó chính là cha của cô bé Sona. Tuy nhiên sau đó ông ta đã bị bắn chết. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, cộng sự này có nhờ Jun Ho chăm sóc cho cô con gái của mình. May thay lai lịch của Sona đã được cha mình làm sạch bằng cách gửi qua Nhật Bản nhập tịch từ lúc vừa mới sinh ra. Vậy nên Jun Ho đã đưa về Hàn Quốc để chăm sóc mà ma không biết quỷ cũng chẳng hay. Vậy nên thấy cô bé tham gia lực lượng biểu tình nên anh có phần lo lắng. Sau khi cục trưởng cũ từ chức, cục trưởng mới lên thay thì đã liền lệnh ngay dồn toàn lực truy bắt nội gián Đông Lim. Ai mà tìm ra danh tính của con gián này thì sẽ được thưởng ngay 10 triệu đô la và thăng luôn 3 cấp bậc. Lão cục trưởng này vô cùng cao tay, muốn cho nội bộ tự đầu đá nhau để tìm ra nội gián, vậy nên ông ta đã lệnh cho lão Kim điều tra phòng đối ngoại của Jun Ho, đặc biệt là những người tham gia vào chiến dịch sang Nhật Bản để giải cứu chuyên gia đào tẩu của Triều Tiên. Ngay sau đó, lão Kim đã bắt đầu ra tay nên liền lôi ngay những đạo vụ cấp dưới của phòng đối ngoại vào thẩm tra. Hành động vớt mặt chẳng nể mũi trưởng cá này khiến cho Jun Ho vô cùng tức giận chửi rằng sao các người dám làm thế, đây là lệnh của cục trưởng, tôi sẽ đi gặp ông ta. Khi cả hai chuẩn bị xảy ra xô xát thì bất ngờ có tiếng báo động phòng không khẩn cấp. Thì ra có một chiếc máy bay tiêm kích MiG-21 của Triều Tiên đang xâm phạm vào không phận của Hàn Quốc, tuy nhiên lại không có hành động thù địch nên hai bên đã không xảy ra xung đột trên không. Sau khi hạ cánh xuống sân bay, phi công này được đưa ngay vào phòng thẩm vấn của cục an ninh để điều tra. Tất cả há hốc mồm khi hắn ta yêu cầu phải đốt xong một thùng mì tôm thì mới nói chuyện. Một người có thể dễ dàng vượt qua hệ thống phòng không dày đặc của Hàn Quốc thì chắc chắn không phải dạng khổ vừa. Vậy nên các đặc vụ chỉ biết đành lòng chiều theo ý hắn mà thôi. Sau khi đã đánh chén no say, tên này nói rằng phải chăng Triều Tiên cũng có mì tôm ngon thế này, tôi muốn đào tẩu và đầu quân cho Hàn Quốc cũng chỉ vì chán ghét chế độ độc tài tra truyền con nối của Triều Tiên. Tuy nhiên không quên mang những thông tin quan trọng đến cho các ngài để trao đổi.
Nói xong, phi công này lấy một tờ giấy ra và nói đây là bảng mật mã mới nhất mà chúng tôi sử dụng để truyền đạt thông tin tình báo. Triều Tiên đã cử rất nhiều đặc vụ bí mật đột nhập vào Hàn Quốc để chuẩn bị cho một sự kiện lớn. Trong số các người, kiểu gì chả có vài tên gián điệp. Biết được điều này, cục trưởng đi một nước cờ tiếp theo, đó là cho phép Chun Ho điều tra phòng đối nội, sau đó ra lệnh kích hoạt chế độ báo động toàn cục vào cấp 1 để bắt nội gián. Có được bảng mật mã, các chuyên gia đã bắt tay vào việc. Sau khi dịch ký hiệu thì đã phát hiện ra rất nhiều điểm chết ở các vị trí khác nhau trên lãnh thổ Hàn Quốc. Ngay sau đó, lực lượng đặc nhiệm chuyên trách đã đến tận nơi để tìm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, họ đã phát hiện ra rất nhiều vũ khí và các vật phẩm khác cất giấu ở đây để phục vụ cho gián điệp Triều Tiên âm thầm hoạt động. Tuy nhiên, mọi thông tin về Đông Lim vẫn là một bí ẩn. Không thể để phòng đối nội của lão Kim muốn làm gì thì làm, trợ lý của Chun Ho là Sena cũng đã điều tra ra, trưởng phòng Kim có liên hệ mật thiết với tập đoàn Jupiter, nơi chuyên cung cấp vũ khí cho quân đội. Chun Ho cho rằng chắc chắn lão Kim đã có một âm mưu gì đó nên tiếp tục lệnh cho trợ lý Sena thăm dò tin tức. Cô nàng cũng đưa cho anh lịch trình của Tổng thống sang thăm Nhật Bản trong thời gian tới. Đây là cơ hội để đặc vụ Triều Tiên ám sát ông ta, vậy nên Chun Ho lập tức tìm cách báo ngay tin này về nước. Tuy nhiên anh không ngờ rằng ở phía bên kia, nhân viên của lão Kim dựa vào bảng mật mã đã tìm ra danh tính của đặc vụ Mặt Sẹo hay chính là người chủ tiệm giặt, vậy nên đã cho người lập tức theo dõi. Tối hôm đó, khi gã Mặt Sẹo vừa dịch xong nội dung từ áo sơ mi của Chun Ho thì ở phía bên ngoài, cấp dưới của lão Kim đã bất ngờ rủ nhau đột kích vào bên trong. Kỳ em thợ khóa đã nhanh chóng mở được cửa, tuy nhiên dường như Mặt Sẹo đã có sự chuẩn bị từ trước. Khi quân của lão Kim vừa lên trên gác thì đã bị bắn tan tác lộn cổ xuống dưới. Hắn ta đã anh hùng núp sau cánh cửa sắt rồi xả đạn như mưa, khiến đối thủ chưa biết lối nào mà lần đã phải ăn kẹo đồng sấp mặt. Cao tay hơn cả, Mặt Sẹo đã chuẩn bị sẵn một thùng thuốc nổ. Bọn này cố gắng tấn công thì hắn đã giật dây cho một quả lựu rơi từ trần nhà xuống, biến nơi này thành một biển lửa để đồng quy vô tận. Sau đó, Mặt Sẹo đã nhanh chân tẩu thoát. Lão Kim tìm thấy ở hiện trường một mảnh tài liệu có tên là Cách mạng hòa bình. Ở đó có chữ ký giống hệt với chữ ký của Chun Ho mà anh ta đã từng thấy. Vậy nên lão Kim càng khẳng định Chun Ho chính là tên nội gián Đông Lim mà tổ chức đang truy tìm. Ở phía bên kia, Chun Ho thấy tiệm giặt lại bị phá hủy thì vô cùng cay cú. Đúng lúc này, trợ lý Sena báo tin đã điều tra ra lai lịch của lão Kim. Thì ra năm xưa, anh ta từng là thành viên trong lực lượng nổi loạn phản đối chế độ độc tài quân sự của Tổng thống. Chứng kiến cả gia đình bị quân đội sát hại dã man trong một cuộc bạo loạn, vậy nên anh ta đã vô cùng căm phẫn và làm nội gián để chờ thời cơ cùng đồng đội ra tay báo thù. Vụ ám sát ở Nhà Trắng trước đó cũng là do lão Kim chủ mưu, vậy nên để bị đầu mối, anh ta đã ra tay sát hại tên khủng bố mà không muốn ai bắt sống. Giám đốc của tập đoàn Jupiter là đồng đội của lão Kim, chỉ cần lấy được bằng chứng từ chỗ hắn ta thì có thể vế màn được tất cả. Ông ăn trà thì bà ăn nem, mắc khiến lại gặp hạt. Chun Ho lập tức dồn toàn bộ lực lượng đột kích vào tập đoàn Jupiter để thu thập bằng chứng. Chúng mày là ai? Phòng đối ngoại đây thằng khốn. Ở phía bên trên, tên chủ tịch tập đoàn dường như đã ngửi thấy mùi nguy hiểm nên liền cho nhân viên chặn đường, sau đó cho người bê tài liệu lên sân thượng rồi tiêu hủy. Khi trợ lý Sena cùng tất cả các đặc vụ của phòng đối ngoại xông tới thì đã quá muộn vì bằng chứng đã tan thành tro. Muốn dạy dỗ bọn cờ hó này một bài học vì tội dám chống lại cục an ninh quốc gia, Chun Ho đã tóm cổ tên giám đốc để đưa tới một nơi bí mật rồi mới tra hỏi. Chun Ho biết rằng chỉ có thể vạch trần lão Kim là phản loạn thì thân phận gián điệp Triều Tiên của mình mới không bị bại lộ. Vậy nên bằng mọi giá, anh phải ép được tên giám đốc tập đoàn Jupiter khai ra tất cả để làm bằng chứng. Ở phía bên kia, trợ lý của lão Kim cũng báo tin hội nghị thượng đỉnh của Nhật đã bị hủy bỏ do sự cố, thay vào đó là chuyến thăm Thái Lọ sẽ diễn ra. Hơn nữa, Chun Ho đã đột kích tập đoàn Jupiter và bắt cóc tên giám đốc tới một nơi bí mật để tra hỏi. Lão Kim liền ra lệnh theo dõi Chun Ho 24/7 không để sót một giây nào, bởi vì anh ta biết rằng nếu như chẳng chứng minh được Chun Ho là gián điệp thì sớm muộn gì thân phận phản loạn của mình sẽ bị lật tẩy. Tối hôm đó, cô bé Suna đã hẹn Chun Ho ra quán ăn nói rằng có chuyện quan trọng. Đó là muốn cha nuôi của mình bảo lãnh cho lũ bạn có sở thích làm loạn ra khỏi trại tạm giam. Điều này khiến Chun Ho vô cùng tức giận đã đứng dậy nói rằng đừng bao giờ lôi cha vào những chuyện vớ vẩn như vậy. Nói xong anh liền quay đi rời đi. Tuy nhiên Chun Ho không ngờ rằng lão Kim đã cho người theo dõi và bắt cóc con nuôi của anh đem về thẩm vấn. Sau khi điều tra, trợ lý của lão Kim đã phát hiện ra cô bé là người Triều Tiên được Chun Ho nhập cảnh vào Hàn Quốc từ 3 năm trước, vậy nên đã liền tra tấn một cách dã man con ngan để ép cô nàng thừa nhận tất cả. Không thèm thương hoa tiếc ngọc, bọn chúng bắt Suna phải tự nhận mình là gián điệp của Triều Tiên và khai ra Chun Ho là nội gián Đông Lim. Tuy nhiên cô nàng nhất quyết khẳng định mình là người dân bình thường mà thôi. Chứng kiến con nuôi bị tra tấn, Chun Ho vô cùng đau khổ. Anh xông vào phòng thẩm vấn đuổi cổ hết tất cả ra ngoài và nói rằng tại sao lại ép con bé phải nhận mình là gián điệp? Nó là trẻ mồ côi, tôi chỉ thấy đáng thương nên nhận về nuôi mà thôi. Tôi khẳng định cô ta còn biết Đông Lim là ai. Chun Ho sợ Sona bị tra tấn sẽ khai ra, vậy nên anh đã giả điên làm tình báo nói rằng cô đã lợi dụng tôi để làm gián điệp cho Triều Tiên, chỉ có thằng điên như tôi mới thương hại nhầm người. Nói xong, Chun Ho vào mặt cô bé, sau đó giả vờ nổi khùng nổi điên đập vỡ mic thu âm trên bàn để bên ngoài không nghe thấy gì. Sau đó dí cô bé vào tường rồi nói thầm đe dọa rằng con phải tuyệt đối giữ im lặng thì cha mới có thể đưa con ra được khỏi đây. Dặn dò xong, Chun Ho đẩy cô bé ra một bên, sau đó tỏ vẻ mình không cùng phe với Sona rồi đi ra ngoài. Đúng lúc đang đau khổ ra về thì gặp phải tên đặc vụ đã ấn đầu tra tấn con gái mình lúc trước, vậy nên anh liền điên tiết cho hắn một bài học vì không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Ngày hôm sau, phó phòng Giang đã tỉnh lại. Ông ta ú a ú ớ nói ra tung tích của tên nội gián Đông Lim. Nhận được tin này, lão Kim liền lệnh cho quân của mình đưa ngay ông ta vào căn phòng khác để bảo vệ bằng chứng.
Chun-ho nhận được tin thì như muốn xỉu ngang, anh cứ ngỡ rằng nhà nghiên cứu chưa kịp tiết lộ bí mật gì về Đông Lim và pháo phòng sẽ chẳng tỉnh dậy được. Ngay sau đó, Chun-ho tăng ga đá số lặng lách như chàng trứng trên đường để lao tới bệnh viện. Tuy nhiên, lão Kim đã nhanh chân hơn một bước, phong tỏa căn phòng không cho ai vào trong. Đúng lúc này, đặc vụ Mạc Sẹo đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm nên đã có mặt tại nơi đây. Nhân lúc tình thế hỗn loạn khi phòng đối nội và đối ngoại đang giao chiến để giành quyền thẩm vấn nhân chứng, thì Mạc Sẹo đã đứng trên tòa nhà đối diện, ngắm bắn qua cửa sổ cho trường phòng Giang chỉ có thể mang bí mật xuống địa phủ để kể với Diêm Vương. Nghe thấy tiếng súng, người của lão Kim nhanh chóng xông vào nhưng đã quá muộn và Mạc Sẹo đã nhanh chân cao chạy xa bay. Cô con gái của phó phòng Giang chứng kiến cảnh này cũng ngất ngay tại chỗ. Sau chuyện này, cục trưởng đã gọi hai cánh tay đắc lực của mình lên và nói, khi tỉnh dậy, phó phòng Giang đã trang trối rằng Đông Lim đã từng đến Osaka vào năm 1982 để gặp nội gián bên đó. Tuy nhiên chưa có ngày cụ thể, sắp tới tổng thống có chuyến công du tới Thái Lọ, hai người hãy lo cho thật tốt. Sau khi rời khỏi phòng của cục trưởng, lão Kim nói rằng con danh con đó sẽ chẳng chịu được tra tấn lâu đâu, nó sẽ khai ra và anh sẽ bị vành mặt. Chun-ho cũng đáp lại, thế thì phải xem tên giám đốc tập đoàn Jupiter có chờ được anh đến cứu hay không, tôi sẽ cho con chó con của anh ra bã. Anh dám làm thế à? Cả hai lập tức chăm sóc bộ nhà cho nhau đầy tình cảm. Chun-ho gạt chân cho đối phương lăn xuống cầu thang đầy đau đớn, giành thế thượng phong. Chun-ho định tung nắm đấm to như quả dưa gang thì lão Kim đã kịp móc súng ra. Lúc này cả hai mới bình tĩnh lại. Tối hôm đó, cô nàng trợ lý Sena đã đến nhà của Chun-ho để báo cáo tình hình. Tuy nhiên hai người không ngờ tay trợ lý của lão Kim đang dình ở phía ngoài và còn nghe lén. Sena nói rằng phát hiện ra cục trưởng hiện tại chính là người cầm đầu đội quân phản loạn năm xưa. Bên cạnh đó, tôi còn có bằng chứng là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa lão Kim và cục trưởng. Sena ấn nút thì giọng của lão Kim vang lên, ngài không phải vớ lo, tôi đã có phương án để thực hiện kế hoạch săn sói ở Nhà Trắng, sau đó chúng ta sẽ thực hiện cách mạng thế giới mới để chấm dứt chiến tranh. Ngay xong cô nói rằng, chắc chắn lão Kim là phản động nhưng cũng không loại trừ hắn ta là nội gián của Triều Tiên. Tuy nhiên tôi đã nhanh tay lấy được danh sách những mật vụ đến Osaka, Nhật Bản vào năm 1982 nhưng lại không có ai của phòng đối nội. Lúc này cô nàng liền lần sang danh sách của phòng đối ngoại. Chun-ho biết rằng mình sắp bị Sena phát hiện ra, vậy nên anh đã đi đến bàn làm việc và phá sóng thiết bị nghe lén của tên đặc vụ đang theo dõi ở phía ngoài. Thì ra anh biết tẩm nhưng đợi đến lúc quan trọng mới vô hiệu hóa mà thôi. Sena đã tìm ra người duy nhất bay sang Osaka vào năm 1982 chỉ có Chun-ho. Điều này khiến cô há hốc mồm khi nhận ra sếp mình chính là gián điệp Đông Lim. Hai người nhìn nhau một hồi lâu mà không nói câu gì, biết rằng cứ tiếp tục thì sẽ nảy sinh tình cảm nên Chun-ho lập tức lại gần siết cổ Sena. Ai ngờ cô ta lại có súng nên đã bắn liên hoàn vào trần nhà. Sau đó anh đánh ra tay tiễn ngay cô trợ lý tốt bụng đang xuất khỏi bộ phim để về nhà cho con bú. Biết rằng mình đã bị bại lộ, Chun-ho lấy tệp tài liệu chuyến công du của Tổng thống sang Thái Lọ ra và viết Đông Lim kính chuyển chính phủ Triều Tiên. Sau đó móc con iPhone có dây ở trong tủ sách ra alo cho cộng sự Mạc Sẹo để hẹn gặp. Ở phía ngoài, tên đặc vụ nghe thấy tiếng súng thì đoán ra ngay Chun-ho đã giết người diệt khẩu. Hắn ta đã báo cáo ngay cho lão Kim biết mọi chuyện và thống nhất dồn toàn lực để săn lùng nội gián Đông Lim. Chun-ho thì nhanh chóng đóng con chiến mã tới nhà thờ để gặp Mạc Sẹo. Biết rằng có kẻ đang theo dõi, anh lo lắng Mạc Sẹo cầm tài liệu sẽ bị tập kích nên nói rằng tôi muốn trực tiếp vào chỉ huy. Tuy nhiên gã này lại không đồng ý và cũng không nói lý do là gì rồi liền bỏ đi. Điều này khiến cho Chun-ho vô cùng khó hiểu. Ra bên ngoài, anh quyết định cắt đuôi trợ lý của lão Kim nên đã dụ hắn ta vào một con ngõ. Sau đó bất ngờ xuất hiện nói rằng tại sao anh dám theo dõi tôi? Tôi chỉ đang hóng gió thôi mà. Đúng lúc này có một nhóm người xuất hiện tấn công cả hai, bọn chúng quá đông nên không ai chống cự được. Tỉnh lại sau cơn lú, Chun-ho thấy mình đã bị lũ này xích tay rồi treo lên trên nóc nhà, sau đó tầm quát massage cho anh một trận thừa sống thiếu chết. Tên cầm đầu còn dùng kích điện dí bằng cả ngực cho Chun-ho thổi nát tim gan rồi ép anh thừa nhận, mày là Đông Lim phải không? Khai ra không là ăn đòn. Đây là chữ của mày trong tệp hồ sơ viếng thăm Thái Lọ của tổng thống. Có nhận tội không hả thằng chó? Tao có chết vẫn chỉ là người Hàn Quốc chứ không phải Đông Lim. Chun-ho tưởng rằng lũ này là người của lão Kim đang ép cung mình, tuy nhiên tên cầm đầu lại lôi tên trợ lý phòng đối nội ra và bóc cò đánh cái đoàn một phát. Điều này khiến cho Chun-ho vô cùng khó hiểu và không biết bọn chúng là ai. Đúng lúc này, một người phụ nữ đeo kính xuất hiện nói rằng, chúc mừng anh đã vượt qua bài kiểm tra lòng trung thành. Tôi là bộ trưởng bộ quốc phòng Triều Tiên và giờ đảm nhiệm chiến dịch này thay cho chỉ huy cũ của anh. Ngay sau đó bà ta bảo Mạc Sẹo truyền tệp tài liệu chuyến công du của tổng thống Hàn Quốc tới Thái Lọ về cho chính phủ Triều Tiên, sau đó lên kế hoạch ám sát và bắt đầu phóng tên lửa đạn đạo tiêu diệt Hàn Quốc. Thì ra mụ ta đã thay đổi kế hoạch, ban đầu là dùng cái chết của tổng thống để gây sức ép chính trị cho đảng cộng sản Triều Tiên lên nắm quyền thống nhất hai nước, tuy nhiên giờ đây lại thay bằng chiến tranh hạt nhân để thực hiện điều đó. Chun-ho vô cùng căm phẫn, anh nói rằng bà có biết hàng triệu người dân sẽ phải bỏ mạng vì chiến dịch ngu ngốc này không hả, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể thống nhất hai nước trong cách mạng hòa bình. Mụ ta cay cú liền lấy khẩu súng trên bàn đến, giã vào đầu Chun-ho như là bổ củi vì dám lấy sóng, sau đó định ra tay vì lúc này anh đã hết giá trị lợi dụng. Bất ngờ một chiếc xe bọc thép xông vào bên trong, ngay lập tức lực lượng đặc nhiệm nhảy xuống xả súng giải vây, thì ra đây là quân của phòng đối nội do trưởng phòng Kim cầm đầu. Thế vậy, bộ trưởng bộ quốc phòng liền đốt tệp tài liệu để không cho đặc vụ Hàn Quốc biết âm mưu vụ ám sát ở Thái Lọ. Sau đó mụ ta định giết Chun-ho để bịt đầu mối thì may thay lão Kim đã kịp ra tay bắn con chó cái này thành tổ ong vào vẽ. Thế vậy, Mạc Sẹo cùng vài tên sống sót liền bỏ chạy thoát thân. Chun-ho thấy tên tài liệu có chữ ký của mình chưa cháy thì vô cùng lo lắng. Quả như lời giáo cát dự, lão Kim đã phát hiện ra. Hắn ta nhặt lên thì thấy dòng chữ ám sát tổng thống sau khi hát quốc ca, ký tên Đông Lim thì đã hiểu ra mọi chuyện. Chữ ký này đúng là của Chun-ho, vậy nên đã hoàn toàn có thể kết tội trưởng phòng đối nội là Đông Lim. Tuy nhiên bất ngờ lão Kim lại ném bằng chứng này vào đống lửa mà không phải trần Chun-ho mà còn thả anh ra.
Sau đó còn bốc phét rằng tên trợ lý bị bắn chết chính là Dong Lim. Thì ra Lão Kim muốn hợp tác với Chun Ho, bởi lẽ có chung kẻ thù thì sẽ là bạn. Hơn nữa, để thân phận phản loạn của mình không bị bại lộ, Lão Kim đã ép Chun Ho đưa tới chỗ giám đốc tập đoàn Jupiter đang bị giam giữ. Tại đây, Lão Kim nói lời xin lỗi rồi giả vờ dùng cực hình ép cung nhưng lại bí mật tăng điện áp đến cực đại, khiến tên giám đốc này bị giật cho teo cả người. Sau khi giết người bị đầu mối xong xuôi, Lão Kim gặp các chiến hữu của mình và nói: "Giám đốc Jupiter đã hy sinh để bảo vệ danh dự một người lính. Triều Tiên sẽ ám sát tổng thống sau khi hát xong quốc ca ở Thái Lan. Chúng ta chỉ chờ nước đục thả câu để thực hiện chiến dịch thế giới mới mà thôi." Ở phía Triều Tiên, sau khi nhận được tài liệu, chính phủ đã liền triển khai một lực lượng sang Thái Lọ để thực hiện kế hoạch ám sát, trong đó có đặc vụ Màn Sẹo. Bên cạnh đó, quân đội đã triển khai hệ thống tên lửa dày đặc ở khắp bờ Tây, chỉ cần có lệnh là sẽ cho Hàn Quốc về thời kỳ đồ đá. Biết rằng một cuộc chiến đẫm máu chuẩn bị xảy ra sau khi tổng thống Hàn Quốc bị ám sát, Chun Ho gặp cô con gái nuôi và nói rằng: "Con hãy bắt Grab về phía Nam, đây là tiền và địa điểm an toàn cha đã chuẩn bị sẵn. Nếu còn sống cha sẽ tìm tới con ngay." Ngày hôm sau, tất cả đã sang Thái Lọ, Chun Ho và Lão Kim đã có mặt tại một ngôi đền để chuẩn bị tiếp đón tổng thống Hàn Quốc đến đây. Anh cố gắng nói với Lão Kim rằng nếu ông ta bị ám sát thì Triều Tiên sẽ triển khai hỏa lực. Tuy nhiên anh ta lại chẳng tin điều đó nên đáp lại: "Tôi phải báo thù cho những người dân vô tội vì lão ta mà phải đổ máu, sau đó mới tính tiếp." Nhìn thấy lực lượng bắn tỉa của Triều Tiên đã ở trên núi, điều này khiến cho Chun Ho càng thêm phần lo lắng. Đúng lúc này quốc ca bắt đầu vang lên. Tuy nhiên với con mắt tinh tường, Lão Kim nhận ra đây không phải là xe của tổng thống. Nếu như hết quốc ca mà đặc công của Triều Tiên nổ súng bắn nhầm người thì kế hoạch ám sát sẽ thất bại. Vậy nên anh ta liền cho cấp dưới không cho quân nhạc hát quốc ca và lao xuống chặn cửa xe lại. May thay mà Sẹo cũng đã hiểu đây không phải là tổng thống nên chưa ra tay. Chun Ho thì ngày càng lo lắng. Lão Kim động viên xong việc: "Tôi sẽ đưa anh tới nơi an toàn." Đi vào trong, một gã bốn mắt cũng là nội gián dặn dò anh rằng chỉ vài phút nữa Nam Bắc sẽ thống nhất, Đảng và Tổ quốc đang theo dõi anh, vậy nên hãy cẩn thận hành động của mình. Máu chó ruồn lên não, Chun Ho thẳng tay bắn cho tên này một phát nát người rồi nói rằng hắn ta là nội gián. Đúng lúc này đoàn xe của tổng thống cũng đã đến, Chun Ho lao ra kê tất cả dừng quốc ca và chặn xe của tổng thống lại rồi hét to: "Có bắn tỉa ở phía trên." Mà Sẹo nhận ra Chun Ho đã làm phản phá vỡ kế hoạch thì liền nổ súng ám sát qua cửa kính. Tuy nhiên con trâu sắt này chống đạn nên lính bắn tỉa không làm gì được. Một trận xả súng đã xảy ra, sợ rằng bắn thủng bình xăng thì xe sẽ bị nổ, vậy nên Chun Ho liền đánh một con trâu sắt khác đến chắn ngang đường đạn. Sau đó cùng lực lượng khác bắn trả, quân đội Thái Lan cũng đã cử súng máy ra nghênh chiến, tuy nhiên nhanh chóng đã bị hạ gục. Ở phía bên trong, Lão Kim đang lo sợ kế hoạch bị thất bại thì tên cục trưởng bảo mau ra giết ông ta: "Mày không phải dạy đời." Nói xong, Lão Kim tặng cho cấp trên vài viên kẹo đồng ngọt lịm. Sau đó anh ta lao ra xe của tổng thống bắn nhiều nhát vào cửa rồi dùng cùi chỏ phá cửa kính để tạo lỗ hổng. Đang định ra tay để hoàn thành kế hoạch thì Chun Ho đã phát hiện ra nên đã kịp thời ngăn cản. Thấy xe tổng thống bỏ chạy, Lão Kim bắn vào bụng Chun Ho rồi nhanh chóng nhảy lên con mui trần để đuổi theo. Mà Sẹo thấy thế cũng xông xuống dưới nhảy lên đuôi xe của tổng thống. Hắn đang định rút cả lựu ra ném vào trong thì Chun Ho đã bắn cho nát hết cả người để ngăn chặn. Lão Kim cũng đã đuổi kịp, anh ta bẻ lái đâm sầm vào ngang hông xe của tổng thống và lao đầu về phía trước. Tuy nhiên Lão Kim đã nhanh chóng ngóc đầu đứng dậy, sau đó chạy ngay đến mở cửa rồi lôi tên tổng thống độc tài có quả đầu phát sáng này ra để xử bắn. Tuy nhiên khi anh ta đang định ra tay thì ở phía bên trong, tên gián điệp bốn mắt bị Chun Ho bắn lúc trước vẫn chưa chết. Hắn đã gắn bom ở khắp nơi nên liền ấn nút khiến tất cả ngôi đền tan tành thành mây khói. Chỉ trong nửa phút, tất cả đã chỉ còn cái nịt mà thôi. Chun Ho có ánh hào quang nhân vật chính nên vẫn chưa hẹo. Anh nhìn xung quanh một hồi thì thấy Lão Kim cũng đã tỉnh dậy. Thấy hai đặc vụ Hàn Quốc đang định đón tổng thống rời đi bằng con trâu sắt, Lão Kim liền nhả súng bắn lấy bán để nhưng chỉ trúng mỗi tên cấp dưới mà thôi. Quá căm phẫn, anh ta chỉ biết thét lên trời tên của Chun Ho một cách uất hận. Chun Ho chạy đến chỗ Lão Kim nhưng tất cả cũng đã quá muộn, mảnh sắt đâm vào ngực khiến Lão Kim chẳng thể qua khỏi. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, anh ta nói hãy cứu vợ tôi rồi ra đi mãi mãi. Sau khi về nước, Chun Ho chưa bị bại lộ thân phận mà còn lập công lớn nên được bổ nhiệm làm cục trưởng. Anh lệnh cho cấp dưới thả vợ của Lão Kim ra, sau đó có đưa cho cô ta kỷ vật của chồng mình. Đó là sợi dây chuyền mà quân nhân nào cũng có của Lão Kim khi còn trong quân ngũ. Ngay sau đó, Chun Ho đi về phía Nam để gặp con gái nuôi. Tuy nhiên khi cô bé vừa xuất hiện thì đã dí súng vào anh. Nhớ lại năm xưa trước khi chết, cha của Sona có nói rằng thực chất tôi là người theo dõi anh mà chính phủ cử đến chứ không phải cộng sự. Sẽ sớm có người khác thay thế tôi nên anh hãy cẩn thận. Thì ra mỗi gián điệp đều có một gián điệp khác theo dõi. Chun Ho biết rằng Sona chính là người theo dõi mình nhưng anh vẫn đến đây để đảm mạng. Khi cô bé còn đang do dự thì một đặc vụ khác xuất hiện bóp cò khiến cho anh không kịp trở tay. Trước khi về thăm nhà vào ngày rằm vào mùng 1, Chun Ho đưa cho Sona một quyển lý lịch và nói rằng con hãy dùng thân phận mới này để sống tiếp một cuộc đời tự do. Thì ra anh không muốn Sona tiếp tục đi theo con đường của mình vì anh biết trước sau gì cũng sẽ có kết cục tương tự. Sau khi bước ra khỏi xe, Sona đã thủ tiêu luôn tên đặc vụ kia để đi tìm một chân trời mới theo ước nguyện của Chun Ho. Đây là một bộ phim dựa trên những sự kiện có thật, từ chế độ độc tài quân sự của tổng thống cho đến các phong trào biểu tình nổi loạn. Tuy nhiên, tổng thống Hàn Quốc đó vẫn sống đến 90 tuổi và qua đời vào năm 2021. Qua đây cho chúng ta thấy, Việt Nam vẫn là đất nước yên bình, độc lập, tự do nhất mà tôi từng thấy. Nguyện kiếp sau vẫn là người Việt Nam, mọi người hãy cùng nhau thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay giúp miền Bắc vượt qua được đợt bão lũ này nha. Video đến đây là hết rồi, nếu thích bộ phim nào khác thì đừng quên để lại bình luận để Mòn làm nha. Like share để ủng hộ Mòn ra nhiều video hơn. Đừng quên Mòn vẫn mạnh nhẹ răng kín lối về và cần tìm người yêu. I love you bạc bạc. Bye bye!